Supersale.vn giảm giá nick càng thông tin đến 50% và đặc biệt rằng có bán quân huy giá rẻ. Nếu bạn nào có nhu cầu mua quân huy giá rẻ hay mua nick thì các bạn đừng quên vào Supersale.vn có bán quân huy và nick giảm 50% tất cả các bạn ơi. Hello, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi Omen mà có thể giết một đối thủ ở trong những giây phút đầu tiên. Và mình sẽ cầm cái bảng phụ trợ là farm của anh và một hit con lính đầu sẽ chết. Quan trọng nhất là tên lính đầu khi chúng ta sẽ lên level 2. Các bạn hãy nhìn nó ngủ không nhé. Khi ngủ không chưa farm được con lính nào thì mình sẽ lên level 2 thôi. Và mình sẽ có lợi thế để đánh thằng ngủ không cấu điểm một nửa máu. Rồi cái pha này hồi chiếu nó sẽ chết chắc chắn 100% chết đấy. Các bạn thấy chưa? Rất đơn giản. Đây là cái cách mà mình chơi Omen, gọi là một cái cách chơi rất là đột biến. Nói chung mình tận dụng một điểm mạnh điểm yếu của các vị tướng này chúng ta chơi. Và cái bảng bổ trợ của mình cầm cho Omen đó chính là farm đánh đòn đánh đầu tiên sẽ giết một cái con lính cho nên mình sẽ có lợi thế farm hơn cái thằng ngủ không của nó. Và với đặc biệt rằng cái chất tướng Omen khắc chế thằng ngủ không nữa thì cái việc thằng ngủ không nó không giảm lên farm và chúng ta lên level và giết thằng ngủ không thì khi nó level 1 thì chúng ta level 2 giết nó rất là dễ các bạn nhá. Còn tí nữa để giết ngủ không thì rất là khó. Omen nó thực kèo đổi đâu giữa Omen ngủ không thì Omen nó có thể chơi được rất nhiều kèo đối với ngủ không. Ngủ không không có một cơ sở nào ăn được thằng Omen hết, trừ khi ngủ không nó chơi hay, nó đi cái ạt đấy. Các bạn thấy chưa, mình vừa nói xong nó vừa di chuyển đi gánh bảo lính. Chắc chắn cái trận đấu này thằng ngủ không muốn sống thì nó sẽ phải đi gánh và bảo lính và phám mạng bằng phám của anh. Thì đó là tùy thuộc vào ngủ không nó chơi hay hay không thôi các bạn nhé. Phá này mình sẽ chặn lính các bạn nhé, mình sẽ đánh chặn lính. Và clip này mình sẽ làm một cái cách triệt để, gọi là mình sẽ ép thằng ngủ không nó hầu như phán thọt và bắt buộc nó, nếu là một thằng ngủ không chơi hay thì nó sẽ phải kiếm những cái lượng vàng bằng đi cách đi gánh. Thì có tốt hay không thì các bạn hãy chơi xem ngủ không có chơi tốt hay không. Còn nếu ngủ không mà không đi gánh được thì mình chắc chắn trận đấu này mình sẽ cho thằng ngủ không nó thọt nó lọt trọt luôn. Đó là cách đối đầu với ngủ không. Omen ở trong mùa này chơi rất tốt. Và trước khi chúng ta chơi Omen, mình sẽ nói lại cho bạn nào chưa hiểu và chuẩn bị hiểu về tướng Omen này. Omen là một vị tướng nó chỉ chơi đơn lập và gọi là một vị tướng nó không tốt trong combat. Bởi vì vốn gì những chiêu thức và những cách chơi của Omen nó chỉ gọi là chơi gọi là đơn lẻ, gọi là solo thôi. Solo là mạnh. Thì là một vị tướng solo mạnh thì nó sẽ không phù hợp trong những đội hình có mắt tổng, hoặc có mắt tổng thì Omen chơi không tốt. Vậy có Omen chúng ta sẽ chơi như nào? Chắc chắn chúng ta sẽ phải đẩy một đường và chúng ta sẽ phải thống trị một cái đường nào đấy. Một, chúng ta sẽ gây áp lực lên một đường và khiến team địch nó cuốn vào lối chơi của Omen 1 cân 2 cân 3 đầu game. Đấy, nếu mà không được như vậy thì chúng ta cũng sẽ đứng ở đường một đường và chúng ta di chuyển. Và cách chơi đặc trưng của Omen đó chính là di chuyển bắt lẻ những mục tiêu quan trọng và khiến cho một trong những mục tiêu của team địch nó sẽ bị thọt. Đấy, giai đoạn đầu game thì các bạn hãy nhìn cái cách đi. Thằng ngủ không đi gánh được 1-2 lần này nó là một mạng, mình một mạng. Thì hiện tại bây giờ mình cũng chỉ có thể đe lính thôi, mình không thể nào bắn trụ được ngủ không. Đấy, hiện tại bây giờ người ta chơi rất là tốt rồi, người ta không thể nào lo lên để mà trao đổi chiêu thức với Omen, chắc chắn không thằng nào luôn. Đấy, thằng ngủ không di chuyển lên trên đó các bạn kìa. Rồi, pha này mình sẽ di chuyển ra mid nhá. Đấy, ngủ không là di chuyển rất tốt. Đấy, nó di chuyển chắc chắn thôi, nó sẽ di chuyển hay hơn mình. Ngủ không nó đánh kiểu combat nó vẫn ok hơn, bình chiêu thức của nó vẫn là tuyệt vời hơn Omen nhiều. Rồi đừng đây có mà ngủ không ủi thằng ngủ không nó tính ránh lắm anh em ạ. Thôi bắt tạm cái len này thôi, chưa ba tao có mới chạy đâu. Các bạn thấy nhìn xem clip các bạn thấy rằng cách chơi thằng ngủ không rất là khốn, hoặc là thằng ngủ không này đuổi đâu vì thằng Omen rất là nhiều đâu. Cái gì tao quật này tao mắc chiếu hai đấy nhá. Và một điểm lưu ý nữa rằng là Omen các bạn hãy mắc cho mình chiêu 2 nhé. Không có một người chơi Omen nào mắc chiêu 1 đâu. Cho nên các bạn hãy mắc cho mình chiêu 2 nhé. Rồi farm xong thì mình sẽ quay lại farm lick. Đấy, chắc chắn trong trận đấu này về di chuyển thì mình không thể nào bằng ngủ không được. Bởi vì thằng ngủ không nó bỏ lính, mình nhưng bỏ lính. Cho nên là các bạn thực sự cách chơi ngủ không thì vẫn ok thôi. Nó có thể khắc chế được clip này bởi vì vốn gì đang đổi hình của mình. Team mình có thể là đánh cá hoặc di chuyển lội, di chuyển thoải mái, gọi là di chuyển lội ấy. Team địch thì nó cảm giác là thua thiệt một chút thì nó sẽ di chuyển cẩn thận. Thì cái việc mà ngủ không di chuyển nó sẽ kiểu ok hơn mình. Bởi vì nếu mình di chuyển thì mình chả đánh được, team nó chả di chuyển lội để mình bắt. Còn ngược lại ngủ không nó di chuyển thì team mình đi lội để ngủ không bắt. Thì cho nên cái việc trong cái trận đấu này để mà xảy ra thì không phải là ngủ không nào gặp mình cũng được chơi như vậy đó. Trận đấu này thì một phần ngủ không hay,
một phần là tí mình cũng có thể là di chuyển lỗi để có thể là ngủ không nó lại lợi thế đấy. Thằng ngủ không coi như là nó bỏ, hầu như nó cũng chơi một cái cách này là cũng ok đấy. Khi các bạn nào gặp một trận đấu mà các bạn bị đè thọt như này ấy, thì mình khuyến các bạn hãy nhìn ngủ không tìm địch mà chơi kìa. Di chuyển cực kỳ khôn khéo các bạn nhé. Không bao giờ dám di chuyển ở cái bụi sống này đâu. Mà phám xong nó sẽ di chuyển vào trong nhà nó. Nó muốn ra mít nó sẽ đi di chuyển như vậy. Đấy. Cho nên là cách mà làm bị thọt thì các bạn hãy chơi giống như ngủ không ấy. Đó là cách chống thọt tốt nhất và tuyệt vời nhất. Đấy các bạn thấy một hồi nó reo vào trong này rồi. Kính gì không? Đấy nó đánh tẩu cày mình cày thằng này rồi chứ ba tao có biết cày đâu, cày đâu. Ôi rồi cả người ta ngủ không đánh hay thật đấy nghe, không sao, không vấn đề gì hết đấy. Cho nên là clip này thì mình muốn gửi gắm cho các bạn cách ôm hen có thể là kết thúc đối phương khi level 2. Thì các bạn hãy cầm cho mình cái bằng phụ trợ là phá mấy con lịch đầu ăn đo đánh đầu tiên thì sẽ giết chết cái một con lịch để giúp cho các bạn có thể là lấy được cái lợi thế level 2 để có thể là solo kill vì tưởng đấy. Còn tiếp theo để mà tổng quá mấy trận đấu mình sẽ không nói nhiều về ngủ khống nữa bởi vì ngủ khống này chơi rất hay rồi. Mình nói chung là khắc chế một phần nào đó thôi bởi vì nó di chuyển nó ăn được hàng rất là nhiều. Hiện tại giờ nó rất sánh đấy, tao có mấy chạy đâu trời ơi, lại chật cái thằng rồi, tao có mấy chạy đâu ngủ khống ơi. Ui rồi 523 nó sánh như con lanh chanh luôn anh em ạ. Đấy cho nên là cái ở giai đoạn phút thứ 8 này thôi thì mình sẽ có một cách chơi rất là hay, đó chính là Omen sẽ nói chung là cứ có chưa ba là sẽ đi tìm những cái vị trí chủ lực hoặc chúng ta sẽ làm yếu những vị tướng của team địch như là hai chất té, như là KDC hoặc là thằng ngủ khống. Thì làm thế nào để chúng ta có thể bắt được những mục tiêu đấy? Thứ nhất chúng ta sẽ phải quan sát bản đồ thật kỳ, đây thằng hai chất té này. Thứ hai là chúng ta sẽ phải di chuyển đơn lập hoặc dấu sai vào những khu rừng giống như cái clip mình nói, giống như sát thủ ấy. Đấy cái lối chơi nó cực kỳ đặc trưng của Căng Lao luôn, là khi anh em vào giữa game thì anh em phải luôn luôn nấp ở trong những cái khu rừng này. Đấy rồi các bạn chơi này, đi qua đây là tàu trời, bọn này tỉnh thê luôn các bạn nhé. Không biết con hack map hay không, bọn này đánh tỉnh lắm, đánh rất là hay, di chuyển cực kỳ khôn khéo luôn. Này cách đây vì tụ tâm một nắm ấy, cái lối di chuyển nó ngủ không phải hay cái té chịu đánh cái kích đấu người ta mới di chuyển được về thôi. Chứ những cái đánh cao thủ cái chiến tướng người ta chưa có thể là di chuyển khôn khéo như thế này được. Đánh rãnh mà người ta phải di chuyển như vậy đâu. Rồi cái pha này từ từ không được ra nhá. Pha này cho nó phá trùm được ra này. Rồi nếu các bạn ra cái pha đấy thì bắt được thằng hay cho té đâu. Cho nên cách tốt nhất các bạn hãy giấu sai, hãy đứng ở bụi đó và chắc chắn thôi nó sẽ ra đó và để mình có thể kết liễu nó dễ hơn. Chứ các bạn mà di chuyển ra ấy, nó còn chiếu 2, chiếu 3 thì khỏi bắt thằng hay cho té luôn. Cho nên đó là một cái kinh nghiệm khi các bạn bắt hay cho té nhá. Rồi con thằng Mina, thằng ngủ khống rồi, tao cay mí. Từ từ. Rồi thằng Mina, ngủ giết nó đi. Tu lên. Rồi. Thằng ngủ không bị cãi rồi thật. Đấy các bạn nhìn thấy có mắt nào là có mặt ngủ không, nó di chuyển rất là hay luôn, tuyệt vời. Nói chung là trong clip này thì rất lâu mình có thể rất lâu rồi mình mới thấy có một người đổ địch với mình mà chơi tốt. Cho nên là clip này nếu bạn ngủ không ngồi xem thì mình dành tặng cho ngủ không một like. Thực sự cái cách chữa mé này của mình, nếu mà bạn nào mà ở lấy đường ấy, ủi nếu bạn nào mà ở lấy đường thì mình nói thật các bạn, game này không được chơi game. Nhưng mà ngủ không chơi rất tốt, người ta không những ở lấy đường mà người ta còn di chuyển nhiều, có thể ăn được, có thể là được chống thọt và khi nào lính bao trù thì mới ăn, tuyệt vời. Một like cho ngủ khống nhá. Đấy clip này các bạn có thể nhìn cách ngủ khống, nếu gặp Cương Lao chó thọt như này thì các bạn hãy di chuyển những ngủ khống nhá để khắc chế một phần nào đấy. Đương nhiên xanh không xanh đâu, xanh là không xanh, đã gọi là mình bị khắc chế rồi thì mình chỉ gọi là đỡ thọt hơn thôi. Đấy còn mà ví dụ những cái thanh niên mà ở lại mà phá mấy ô mén ấy, thằng ngủ không mà hôm nay ở lại đường nó thọt những lọt trọt luôn đấy. Cho nên là các bạn đừng nghĩ là khắc chế được cái sánh nhá, không có sánh đâu đấy, kiểu đờ thọt hơn thôi đấy. Cho các bạn hãy cân nhắc điều đấy. Rồi và một cái điều đáng lưu ý nữa rằng là các bạn nào ở nhu cầu mua nick thì đừng quên hãy nhắn tin vào số Zalo của mình hoặc các bạn mua ở trên shop mơ sướng vn các bạn nhé. Chỉ có một địa chỉ duy nhất thôi bởi vì hiện tại bây giờ nó lừa đảo bằng nói chung là cái shop cái tên miền mơ sướng ấy là nó có đỉnh của ba tên miền cơ. Mơ sướng com lừa đảo này, đó là mơ sướng linh ta linh tinh, toàn lừa đảo các bạn ạ. Cho nên một địa chỉ duy nhất là mơ sướng vn, shop mơ sướng vn là địa chỉ uy tín nhất, là chỉ mình chỉ một địa chỉ thôi và một số Zalo duy nhất. Còn lại nói chung mình hầu như không bán nick ở trên Facebook cá nhân đâu. Cho nên là hiện tại bây giờ mình cũng nhận được vài cái trang Facebook cá nhân nó lừa đảo. Đấy cho nên các bạn hãy cẩn thận cho mình cái điều đấy các bạn nhé. Chứ không các bạn nhiều người đi mua thì lại đi mua cái nick lừa đảo, đòi thì lại đi đòi tiền vào cái nick thật. Trời ơi các bạn, mình không còn gì để nói.
Tại vì sao các bạn tìm cái nick thật để các bạn đòi rồi thì các bạn không nhắn tin để mua cái nick thật, mà các bạn lại đi mua cái nick lừa đảo, xong các bạn lại đi đòi tiền cái nick thật của mình. Nhiều khi mình là what, bạn khi nào đâu mà vô đòi tiền mình, trời ơi. Đấy, xong kiểm tra mới biết là cái nick ấy nó chặn thôi. Máy ấy, các bạn nhá, máy là bởi vì là hai cái nick chưa nhắn tin với nhau thì nó sẽ có một cái gọi là trong trí nhắn chờ ấy, thì máy có cái đấy thì nó mới có thể là trả trong sạch cho mình được, chứ không là chết anh em ạ. Đấy rồi, mình sẽ quay lại trận đấu các bạn nhá. Ôi rồi mình hơi nóng vừa một chút. Quay lại trận đấu thì xuyên suốt từ khi phút thứ 8 đến bây giờ thì mình chỉ luôn là gọi là di chuyển của trong khu rừng của nó. Và các bạn có nhìn thấy không, từ đầu game đến giờ mình không bao giờ tham gia giao tranh tổng hoặc còn bắt tổng cả. Đấy, Omen có rất nhiều cái lối chơi. Nếu cái lối chơi server 4 tốt thì Omen sẽ đi bắt lẻ nó, và giống như cách chơi của mình trong clip này này. Nhưng nếu có một clip mà team mình bị thua thiệt hoặc là bị vào cái thì gọi là team địch nó lấn áp, thì mình sẽ có một cách chơi đặc trưng, đó chính là đẩy lẻ một đường. Cái cách chơi này nó cực kỳ hiệu quả và hầu như nói chung là tầm 7-80% mà thấy lật keo cực kỳ dễ luôn. Và clip này thì không thể làm được, mình hy vọng sẽ có một clip Omen tiếp theo để có thể là giúp cho các bạn có một cái trận lật keo và cái cách chơi của Omen thật là tốt. Đấy, cho nên là các bạn hãy nhớ rằng Omen Big là không phải con bắt tổng, cho nên là hãy ngay từ đầu các bạn phải xác định chơi Omen trong trận đấu này khắc chế thằng nào. Đấy, trước khi pick Omen các bạn sẽ biết rằng bên tay của Zuka, bên tay của Ngô không, tao sẽ pick Omen, tao sẽ đè đường mày và tao sẽ bắt lẻ ở giữa trận đấu. Đấy, trước khi pick vị tướng các bạn phải hình dung ra được cái trận đấu mình chơi như thế nào anh ạ. Đấy rồi chứ không phải là các bạn cứ pick Omen này chả biết như nào đến hậu đấu hèn, đấy là nguy hiểm các bạn nhé. Đấy, trận này của Ngô không, tao pick Omen, tao sẽ đè đường mày chết, giữa game tao sẽ đi bắt lẻ. Còn nếu mà bị thọt, ví dụ team mình mà bị thua thì giữa game tao sẽ đi đầy lẻ. Vốn gì đang tao đầy lẻ thì tao sẽ đập chết thằng ngủ không. Thằng ngủ không không bao giờ nó thù được nhà đâu. Đấy, thì các bạn phải cân nhắc phải định hình được như vậy. Thì các bạn chơi bất kỳ vị tướng nào cũng sẽ rất là tốt. Chẳng hạn khi pick Nakaroth, team địch của thằng Nakaroth này, team địch của thằng Karinoth, mình sẽ pick Karinoth. Mình sẽ pick Nakaroth và mình tự tin rằng kỹ năng của mình. Từ các bạn bình tĩnh nha, mình đánh cái pha này. Cái thằng Mina mình cấy, cái thằng Mina nó hôi máu ác thật đấy em ơi. Cha cái thằng Mina này. Tao quật với quy lé này chiếu hai con này. Trời ơi, cái thằng Mina này hôi máu ơi rồi. Thằng Mina nó mạnh anh em ạ. Tao cay đó là tao lên nhám thuần tao chơi mi luôn. Từ nha, lên nhám thuần tao quật mi luôn. Cái thằng Mina nó mới chơi tao thằng nào. Tao thách mi cả đống đồi ra luôn. Tao quật mi luôn rồi bản đồ phát. Từ bình tĩnh. Thằng ngủ không vào đây. Ui mẹ, cái thằng ngủ không này nó chơi mi hết giáp nó vào, nó khốn thật đấy anh em ơi. Thôi xin vĩnh biệt cù. Đấy. Rồi, bây giờ thì phút thứ 17 rồi, late game rồi. Thì late game này Omen sẽ chơi như thế nào ạ? Một nhiệm vụ duy nhất, thằng nào mạnh nhất team địch ạ? Ngủ không? Hả? Thằng nào? Hay ra té anh em nhá. Hay ra té thằng mạnh nhất. Vốn gì đăng tải vì sao mình lại phấn, tại vì sao các bạn sẽ mắc ôi anh Cương. Nhiều clip anh lại nói là phân tích đã nhiều vì tưởng chủ lực của nó sao hôm nãy lại phân tích mỗi thằng hay cho té vậy. Bởi vì là tính chất Omen là như vậy em ạ. Khi nói chung late game thì chúng ta không thể tránh có mắt tổng đâu. Chúng ta không thể nào là tránh khỏi đâu. Thì chúng ta sẽ phải tìm đổi màng hoặc là bắt lẻ hoặc giết một cái thằng chủ lực mạnh nhất của nó. Mạnh nhất nhá, nhớ nhá. Mạnh nhất là như nào? Mạnh nhất là nếu chúng ta để hử thằng đó ra thì thằng đó sẽ gây sát thương nhiều nhất team địch. Đấy, hãy nhớ cho Cương Nam một điều đấy nhá. Thì mình nghĩ thằng hay ra té là cái mấu chốt của team địch, cho nên mình sẽ tìm thằng hay ra té và bắt nó. Làm thế nào để tìm được nó ạ? Thì mình sẽ thằng ngủ không, tao đập cái chết thằng ngủ không ạ. Bước đầu tiên là dầu sai là mình sẽ di chuyển bất sai một chút. Đây, chẳng hạn pha này mình thấy thằng hay ra té rồi. Khi thấy thằng hay ra té rồi thì làm gì? Thì từ mình chơi ngủ không một phát. Thằng ngủ không nó tật tính nhanh lắm. Thôi rồi. Thì làm gì ạ? Thì sẽ vào giết nó chứ làm gì. À mà thằng hay cái té đâu? Đây, hay cái té đây rồi. Con chưa ba túc biển nha. Tao có mới chạy đâu. Chưa ba túc biển. Ôi, đập mặt vô tươi anh em ạ. Cần ba tâm dư tím địch làm gì con bị gì chơi nào. Cần ba thằng Mina tao cay mới làm rồi. Ui lại túc biển. Ui trời khỏi rệt anh em ạ. Chá cái thằng Mina này nó chơi khó chịu thật. Rồi. Thì
tất cả những gì mình nói trong clip này, thì hy vọng các bạn có thể để lại cho mình một nút bình luận. Và clip mình nghỉ đến kết thúc rồi, và còn một cái pha có bắt cuối nữa. Và xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, và tất cả bạn ơi, đừng quên hãy để lại cho mình một nút comment nhé. Rồi, tất cả bạn ơi, mài, yêu, bye bye. What's up?